Chào Việt Nam tươi đẹp. Hôm nay gia đình Lý Hải là Minh Hà nè, còn cậu trai lớn là Rio, còn bé tiếp theo đó là Cherry. Cả gia đình sẽ về quê nội ở Mỹ Tho. Sau mấy tháng làm phim thì thật sự là thời gian qua thì Lý Hải Minh Hà vừa mới ra mắt bộ phim Lật Mặt Pha Chàng Khuyết thì chắc là các bạn cũng đã biết rồi, là coi như đầu bù tóc rối luôn, hai vợ chồng suốt ngày đi suốt mấy tháng làm phim và bỏ bê từ nhỏ, không có cho tụi nhỏ đi đâu chơi hết. Thì mặc dù là phim giờ vẫn còn đang chiếu ngoài rạp nhưng mà hôm nay mới có một chút thời gian gọi là rảnh rỗi, có thể về thăm quê và tranh thủ là sẽ đi dẫn các bé đi thăm một số địa điểm nổi tiếng và đặc trưng ở Tiền Giang. Thì hôm nay mời các bạn sẽ cùng gia đình Minh Hà và Lý Hải về quê của anh Hải một lần nha. Ê, xe Việt Nam đi. Xe Việt Nam tươi đẹp kìa. Xe Việt Nam tươi đẹp. Con mắt mấy chú quẹo qua đây rước mình đi. Trời. Đi qua đây con. Cửa tự động nè. Rồi leo lên ghế ngồi luôn con. Đi, rồi leo lên. Rồi hai đứa ngồi sau đi, ba mẹ ngồi trước nhé. Trời ơi, bây giờ mình chuẩn bị đi về nội ha. Tiền Giang là mảnh đất trù phú, hiền hậu, cây trái sum suê, trữ cành. Ở miền Tây Nam Bộ thì Tiền Giang chính là một trong những địa danh phát triển mạnh mẽ về du lịch. Trong đó, thành phố Mỹ Tho, quê của anh Hải cũng tự hào là trung tâm vui chơi giải trí ở Tiền Giang. Ở đây, ngoài các di tích lịch sử, các địa điểm tham quan nổi tiếng thì các món ăn đặc sản cũng là yếu tố thu hút đông đảo du khách trong nước và ngoài nước. Rất là nhiều món mà Hà không bao giờ có thể mua được ở thành phố. Chẳng hạn như là món mà Hà sắp đưa mọi người đi ăn sáng nè. Vừa ngon lại vừa lạ nha. Mọi người ơi, thật ra là ở Mỹ Tho thì lúc nào nói đến hủ tiếu Mỹ Tho thì ai cũng biết rồi. Thì bây giờ mình sẽ đang đi một cái quán cũng là hủ tiếu Mỹ Tho luôn, nhưng mà nấu theo một cách rất là đặc biệt, với cái tên gọi là hủ tiếu sa tế. Đúng rồi. Hà sẽ dẫn mọi người đi một cái quán này đã có ở Mỹ Tho đã hơn 30 năm rồi, rất là đặc biệt luôn. Ai mà đến Mỹ Tho thì phải ghé qua đây ăn thử. Bây giờ Hà sẽ cho mọi người xem là hủ tiếu sa tế là như thế nào nha. Rồi, mời con tụi con vô ăn hủ tiếu với bà Hải cho mẹ Hà nha. Đi. Ủa, ai quen kìa. Hello. Chào cô kìa con. Trời. Ủa cô Trang đi về thăm quê. Ủa đi em đi đâu cái này luôn? Quê em đây hả? Vậy đó. Quán ruột em đây luôn nè. Quán ruột cái luôn hả? Ồ trời ơi, nay vô tình tự nhiên có đụng ngay đây ta. Ngồi chung đi. Ngồi chung. Bao nguyên quán luôn trời. Bao nguyên quán luôn hả? Thấy hấp dẫn không? Thơm không? Để tôi có ngồi. Bây giờ mình gọi món hủ tiếu sa tế hết nha. Ngồi đây đi, em làm cho. Ghê gì hả? Thôi ra học đi, ra học đi. Ra coi ra học. Rồi. Qua coi cô Trang nè. Con nấu được không? Được con. Ghê vậy, biểu diễn luôn hả? Vô trong đi. Wow. Ghê không? Cái cọng hủ tiếu này là nổi tiếng ở Mỹ Tho. Tức là tại sao người ta nói là Mỹ Tho là hủ tiếu Mỹ Tho là cái cọng hủ tiếu. Tức là cái lò này là sản xuất từ nơi là Gò Cát. Tức là cái nguồn nước ở Gò Cát nó ngon, vừa dai vừa mềm mà nó không bở. Bởi vậy cái khi mà ăn hủ tiếu tất cả các tỉnh thành các nơi á, nó không bao giờ nó giống được cái sợi như thế này. Nó rất là dai. Cái nước lèo này mình nấu làm sao hả, bằng cái gì hả chú? Cái nước lèo này thì đặc trưng của nó là mình nấu bằng coi như xương bò, nạm bò và gân bò. Mình ninh trong 6 tiếng cho nó rượu mềm và nó ra nước ngọt.
xong đó rồi mình mới ướp gia vị bọt cũng mềm, tức là mình ăn cái gọi bột nạm nó bùi 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 vào cái béo. Cái nồi nước lèo của sa tế nó khác với nước lèo hủ tiếu thịt heo, là có một cái là nó đặc sệt và coi như là khi mà múc lên tô thì không nhiều, chỉ vừa thôi nên là mới ngon như cái tô. Cái này thành phần thì bỏ làm sao chứ cho nó đúng chứ? Tức là đầu tiên thì mình trụng hủ tiếu xong mình mới dùng giá, đúng rồi, giá xong ngay rau, còn bỏ dưa leo, chuối, khế, tức là có chua có ngọt nó hòa quyện lại, nó làm cho một tôm tạo thành cái tô có hương vị độc đáo. Cái rau đó là để vô nó tạo cái gia vị mình, nó thơm, nó bay lên cái ngựa mũi mình để mình hửi. Con là con cực kỳ thích ăn quế. Cuối cùng là mình bỏ thịt. Cái tô hủ tiếu á mà rẻ nhưng mà cái công của cô dân gian nấu á là nó mắc gấp 10 lần đó con. Cảm ơn cô Trang nhiều. Hấp dẫn chưa? Wow. Đây của Cherry với Rio. Trời ơi, nhiều đây. Đừng lên con, cẩn thận á. Con ở đây nè, con ngồi xuống lại đây. Con ngồi sát qua bên ba nè. Ăn luôn. Hết luôn. Vừa vậy ta. Ăn nổi không? Khi mà quay Nam Hải thì lần đầu tiên là ngon quá. Hủ tiếu này. Ngon quá à. Ghê ghê, thử thấy có khen rồi. Ồ, cô Trang nấu ngon hơn tiệm luôn mới ghê. Ghê. Hà mê món hủ tiếu sa tế bởi sự xanh xánh của nước dùng, ăn cùng với thịt bò tái và vị rau tươi, chua chua, béo béo mà rất là đậm đà. Nghĩ đến sa tế thì có lẽ ai cũng chuẩn bị sẵn tâm lý là phải thích Hà vì cay phải không? Thế nhưng thật ra sa tế là gia vị bỏ sâu cùng mọi người ơi. Ai ăn thì mới cho vào, còn trong nước dùng thì chỉ the the lầu lưỡi. Có nghĩa là khi mà em lên Sài Gòn sống xong rồi á, quay về Tiền Giang, Mỹ Tho mình mới thấm được cái câu mà ngày xưa em nghe người ta nhiều người nói lắm luôn. Nhưng mà lúc đó mình ở đây thì mình lại không có cảm được. Cái câu là ai về xin ghé Mỹ Tho, hủ tiếu thơm ngát, bánh bò thật ngon. Rau câu dừa thạch rất giòn, cháo lòng tân thiệt chẳng mòn chẳng nông. Wow. Nhưng mà cái là hồi đó ở đây thì mình nghĩ là giống như nó quen quá rồi, thành ra là để mình ý, không để ý. Nhưng mà qua cái câu thơ vậy mình mới thấy được là ẩm thực Việt Nam mình rất là đa dạng và phong phú, không? Rất là nhiều món. Dù là người miền Tây nhưng mà trước đây thì anh Hải cũng không có biết đến món hủ tiếu sa tế này, nên Hà nghĩ là rất là nhiều người sẽ chưa thưởng thức qua. Sau khi xem vợ chồng Hà và Vân Trang giới thiệu thì mọi người nhớ ghé ăn thử hủ tiếu sa tế khi ghé Mỹ Tho nha. Món này chỉ bán ở một vài quán nổi tiếng tại đây thôi, chứ rất khó tìm ăn ở những tỉnh thành lân cận. Ăn sáng xong thì Hà và anh Hải sẽ mời Vân Trang về thăm nhà cùng với mình. Còn hai bé Rio thì thích cô Trang lắm, cho nên là khi nghe cô Trang về thì vỗ tay quá trời luôn. Rồi, tới rồi. Con dẫn cô Trang xuống thăm quê nội nha. Quê nội của Cherry ở đây á hả? Dạ đi con. Hai đứa có thường về quê nội chơi không? Ờ Trang, đây là cái trường mà anh học từ lớp 1 cho tới... Đúng rồi, từ lớp 1 cho tới lớp 9 luôn. Là lớp 1 là bằng Rio bây giờ nè. Dạ. Nhưng mà cái trường bây giờ đập xây rồi, hồi xưa là kêu bằng trường Tân Mỹ Chánh. Còn hồi xưa không có lầu gì đâu, lụp sụp mái ngói mà lụp sụp lắm, nghèo lắm. Xưa đi học sướng anh, từ nhà bước ra trường có tí xíu. Đi bộ. Đây nè đầu ngõ nè, hồi anh sẽ dẫn em vô nhà luôn. Dạ. Con dẫn đi, dẫn đi. Rồi hai đứa dẫn cô Trang đi con. Trời ơi, nhà bự quá. Nhà
Mỗi lần thấy bóng chúng tôi về thăm nhà, mẹ anh Hải lại vui mừng khôn xiết. Còn tuổi nhỏ thì rất là thích được về quê nội. Không khí ở đây trong lành, cây cối nhiều, không gian thoáng đãng, thoải mái cho tụi nhỏ được chạy nhảy. Chúng tôi cùng lên lầu thắp nhang cho ba anh Hải rồi ra hiên ngồi trò chuyện với nhau. Rồi Trang mới cưỡng được cái cây này chiên để hái trái cây nè, Trang nhớ không? Cái cây này hái cái lồng. Đúng rồi, cái lồng. Hái xoài ha, hái mận đồ này nè, để cho nó vô ngay kẻ rồi mình giật chú rớt xuống nè. Cái dẫn. Đây nè, em hái đi, đúng rồi, em hái đi. Ồ, chuyên nghiệp rồi đó. Xài tứ quý. Xài tứ quý hả? À. Bây giờ xài sống ra cái này mà mình để lâu là trái nó rất là to luôn á. Anh cho em biểu diễn thử thôi. Đập đúng không? Đập. Đúng rồi, đập vô. Đúng rồi đó, đúng rồi, chính xác. Ở dưới miền Tây là hầu như là nhà ai cũng có một cái mảnh vườn nhỏ nhỏ thì cây trái đa số nó tự mọc. Hoặc là có thể mình trồng thêm. Nó Trang rảnh không? Nếu mà rảnh thì đi với thằng Hà với anh Hải đi chơi một số điểm Tiền Giang. Đi vòng vòng Mỹ Tho. Đi vòng vòng Mỹ Tho. Đương nhiên là phải đi rồi. Có nghĩa là ngày xưa em sinh ra lớn lên ở đây được 5 năm. Xong rồi sau đó là dời xuống cái bè cái lại sống. Thật ra cái lúc cái khoảng thời gian còn nhỏ đó mình đâu nhớ gì đâu. Bây giờ đi lại thử coi có khác gì không. Ok. Thôi là con ở nhà đi. Con ở nhà chơi với nội đi. Bà dẫn cô Trang chút xíu ba quay lại nhá. Và anh Hải để Rio và Cherry ở lại chơi cùng bà nội. Về Mỹ Tho có một công trình mang dấu ấn lịch sử văn hóa rất là nổi tiếng mà Hà cũng chưa bao giờ được ghé luôn. Hôm nay chúng tôi quyết định cùng nhau đến khám phá. Đây là ngôi chùa lớn nhất tỉnh Tiền Giang và là một ngôi chùa có kiến trúc rất là độc đáo, cổ nhất miền Tây Nam Bộ. Đó là chùa Vĩnh Tràng. Ngôi chùa này là độc đáo nhất của miền Nam. Wow. Nhất của Tiền Giang mình. Ồ, dạ anh cũng hãnh diện quá. Yeah. Mình cũng hãnh diện. Nhưng mà có nghĩa là được kỷ lục Guinness ghi nhận đây là ngôi chùa có kiến trúc rất là độc đáo, kết hợp Á Âu. Em thấy cái ba cái mái vòm này nó giống chùa nào quen quen lắm. Ở đâu? À, chùa Angkor Wat đó. À vậy đúng không? Ở Campuchia. Campuchia đúng không? Em thì em thấy mấy cái cửa sắt này là kiến trúc của Pháp. Cái trụ cửa, cái mái vòm á là rất là giống kiến trúc của La Mã. Chính vì kiến trúc nó đẹp như vậy cho nên là thu hút được rất là nhiều khách du lịch nước ngoài luôn. Bởi vì tâm lý của người nước ngoài họ muốn xem cái kiến trúc Việt Nam mình như thế nào, Á như thế nào, Âu như thế nào luôn đó anh. Mình là người Việt Nam mình cũng muốn xem đây là Hà, tại vì Hà chưa bao giờ đến đây. Thôi vô trong vô xem thử đi ha. Dạ, chào ơi, lần đầu tiên con đến chùa con rất là thắc mắc. Tại vì không hiểu lý do tại sao mình lại không đi vào thẳng từ chánh điện mà mình lại đi vòng ra phía sau, mình đi phía sau mình đi lên. Thì chùa Vĩnh Tràng là một cái ngôi chùa cổ. Cho nên khi mà đi vào chánh điện chùa chúng ta thấy là chùa bị đóng cửa trước và muốn gợi ý là giới thiệu cho người Phật tử cũng như người khách đến viếng chùa là trước khi vào chùa là phải đến nơi viếng tổ trước, rồi sau đó mới lên chánh điện viếng Phật. Rồi bây giờ mình sẽ đi tham quan trên khu vực chánh điện và lễ Phật thắp hương trên đó. Đi được. Ôi thầy ơi, cho con hỏi là cái này mình cũng xây cũng được gần 170 năm mà sao con thấy cái kiến trúc nó vẫn còn rất là mới đúng không? Nè Trang coi nè, cái không biết cái chất liệu cái cột này làm bằng cái gì mà nó nhìn rất là chắc chắn. Sở dĩ mà nó chắc như vậy đó thì cái là chùa được trùng tu lại và hình dáng như thế này là từ năm 1930 do Hòa Thượng Thích Minh Đàn xây dựng và cái thời đó là thời Pháp thuộc. Và cái chất liệu lúc đó được xây dựng không phải là xi măng như ngày nay mà lúc đó là dùng cái vôi, mũ keo dước và đường thùng, nó trộn ba cái chất liệu đó lại và làm đường thùng. Đường mà không biết cái chất liệu thì đường thùng nó kiến là... em bu em cái loại nào thì là
nên làm nó cái tuổi thọ của cái chất liệu nó tốt hơn xi măng ngày nay rất là nhiều. Cái này giống như kiến trúc châu Âu rồi đó, giống của Roma. Thì chùa Vĩnh Tràng đó có một cái đặc biệt á, là có lối kiến trúc Đông Tây kết hợp, là kết hợp giữa cái kiến trúc của Pháp, của Ý, rồi thậm chí của Khmer nữa. Là chúng ta đứng ở ngoài, chúng ta nhìn cái nóc chùa thì nhiều người ta đến, người ta cứ ngỡ ngàng như là cái đền Angkor ở bên Campuchia. Rồi khi mà bước vào chùa người ta thấy sao giống Tây quá, giống một ngôi nhà Tây quá. Thì là ở đây chúng ta thấy cái gạch men được dán trên tường, trên những gốc cột đó là gần 100 năm, cái chất liệu men rất là tốt. Men này men của Nhật Bản. Không, nhờ thầy giải thích cặn kẽ, nhưng thôi nãy giờ tụi con đứng ở ngoài trước là ba anh em có đón mò không ạ? Công nhận được Bộ Văn hóa công nhận di tích lịch sử văn hóa các quốc gia năm 1984. Và trước đó nữa là thời vua Tự Đức đó cũng có đến đây và sắc phong chùa Vĩnh Tràng là sắc tứ Vĩnh Trường Tự. Rồi chúng ta có thể bước vào đây. Bao nhiêu năm mà nhìn rất đẹp. Ở đây là khu vực chánh điện. Ở trong này con thấy nó khác hoàn toàn so với ngoài. Nhìn rất là kiến trúc rất là Việt Nam. Bước vào trong đây đó chúng ta sẽ thấy được là đậm nét kiến trúc của Việt Nam. Những cái hoành phi như thế này, những có chạm trổ mai lan cúc trúc, rồi cảnh thiên nhiên. Tại vì khi mà đó nói về cái lịch sử của Đức Phật, là Đức Phật sanh ra ở dưới gốc cây và nhập niết bàn cũng dưới một rừng cây, là cho nên là Phật giáo rất gần với tự nhiên, môi trường và xã hội. Thì ở trong đây có một cái tôn tượng rất là quý, đó là tượng Phật A Di Đà. Pho tượng này cũng làm cổ rất là lâu. Và bên cạnh đó, bên cạnh tượng A Di Đà thì ở dưới đây có Tây Phương Tam Thánh, chính giữa cũng là tượng Phật A Di Đà. Và đặc biệt nữa, ở chùa có cái bộ tượng gọi là bộ tượng Thập Bát La Hán. Chúng ta nhìn hai bên đó, bên trái và bên phải là mỗi bên là có 9 tượng. Và đặc biệt mà các cái tượng này, A-la-hán này nó rất khác với các tượng A-la-hán ở chùa Tây Phương. Có một nhà thơ người ta làm á, các vị La-hán chùa Tây Phương đây vị xương trần chân với tay này kia. Nhưng mà chúng ta nhìn những cái vị A-la-hán ở chùa rất là phúc hậu. Có một cái tượng gọi là A-la-hán cởi trâu, và rất là đặc sắc ở chùa Vĩnh Tràng mới có thôi. Là con trâu là ở miền Tây. Miền Tây là miền sông nước, là chủ yếu văn hóa trồng lúa nước rất là phổ biến. Con trâu đứng đầu cơ nghiệp. Đây, vị A-la-hán cởi trâu. Trong chùa Vĩnh Tràng có đến 60 tượng Phật được thiết dàn óng ánh, tập trung nhiều các tác phẩm mỹ thuật của các nghệ nhân khắp ba miền đất nước. Các dàn đều được làm bằng xi măng và gỗ quý, nền đúc cao, xung quanh xây tường vững chắc. Còn ở ngoài qua viên chùa là các pho tượng Phật khổng lồ ấn tượng. Tượng Phật Nam Thích Ca, tượng Phật Di Lặc và tượng Bồ Tát được xem là biểu tượng của ngôi chùa. Đi dạo xung quanh chùa, ngoài khách lập phương thì chúng tôi còn thấy có rất đông du khách nước ngoài đến tham quan, thưởng lãm. Đây thật sự là một công trình kiến trúc độc đáo, đáng được giữ gìn và bảo tồn. Rời khỏi chùa, anh Hải đưa Hà và Trang đến khám phá một điểm du lịch rất là mới ở Tiền Giang. Thời gian gần đây thì ngoài loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái thì còn có thêm một trào lưu du lịch, đó là du lịch check-in. Đây là hình thức du lịch mà người ta sẽ tìm đến những nơi có cảnh quan thật là đẹp để tham quan và chụp hình. Chẳng hạn như địa điểm chúng tôi đang đến nè, đó là ao sen Ngò Me, một trong những điểm check-in hot nhất của giới trẻ và du khách khi đến Mỹ Tho hiện nay. Rồi, đã tới địa điểm ao sen. Ủa, ao sen đẹp quá trời luôn á. Quá trời ha. Em không nghĩ là ở Tiền Giang mà cũng có ao sen giống như Đồng Tháp á. Dạ, hello, chào anh. Dạ, chào chị. Dạ. Đến ao sen Ngò Me nè. Dạ, sen này là mình tự đào rồi mình tự làm. Dạ, đúng rồi. Em đang trồng rẫy vậy, em phá ra rồi để mình đào thành ao mình làm. Rồi làm sao mà có ý tưởng vậy? Thôi sao ngộ vậy? Đó, có nghĩa là em cứ tưởng là phải ở Đồng Tháp người ta mới trồng hay trồng sen. Sao mà anh lại có ý cái tưởng làm cái ao sen? Dạ, là tại vì em đi chụp hình á, rồi thấy photo ở Mỹ Tho này mình thiếu cảnh chụp, với lại thích, rất là thích sen mà lại không có diện tích sen để chụp, cho nên thành ra mình làm cái ao sen này để chụp hình luôn. Nói vậy là anh là thợ chụp hình luôn. Dạ, hả? Đúng rồi. Tính ra là này nè, là chỉ có ở Sài Gòn hoặc là những thành phố lớn thôi. Không nghĩ là về tới Tiền Giang mà bây giờ có một cái địa điểm mà chụp để check in sống ảo.
Bởi vì anh tính xa ghê luôn á. Anh đã bắt là nhiều người lắm, bắt chụp được cái trào lưu của giới trẻ hiện nay á, đúng không? Đúng rồi, gặp em mà xuống Tiền Giang chắc chắn là em cũng sẽ đi tới vườn sen để chụp ảnh check in rồi. Ở đây, trước khi chụp hình, người ta còn có dịch vụ cho thuê áo dài, áo bà ba, làm tóc, trang điểm cho du khách. Trang với chị Hà cũng điệu đà, lựa cho mình hai bộ đồ quá nổi luôn nè. Mọi người nhìn xem, chị em của tụi tôi có dịu dàng không? Anh Hai! Đừng có nấp nữa, thấy rồi, đừng có nghĩ là mặc cái bộ đồ màu nâu đó là không ai thấy. Không phải núp em mà là núp nắng. Em mang tới anh cho anh một cái món quà. Ồ vậy à. Một cái bông sen tím rượm. Bông sen. Đi từ xa đã thấy rồi. Ồ, giống đám cưới quá hả? À, đây là lần đầu tiên mình tặng hoa. Tặng ai? Tặng hoa cho vợ. Sẽ mãi mãi bên em người ơi. Sẽ mãi mãi bên em chẳng muốn xa rời. Thì đưa chuyện tình như giờ như phim đàn. Nhẹ lướt gió ngàn. Mình mãi bên nhau từng phút giây. Sẽ mãi mãi. Là tặng chị những cái bó hoa mà khán giả tặng thôi đúng không? Vụ đó nổi tiếng quá vậy ai cũng biết. Nãy giờ ảnh đi bẻ bông của người ta. Đi bẻ bông buộc lại hơi dễ, đỡ tốn tiền. Trời ơi, lãng mạn quá vậy trời. Thôi em stylist cho chụp hình. À. Đó, có thợ luôn. Hấp hôn nha, chụp hình hấp hôn nha. Hấp hôn ha. Anh lên chụp hình đi, anh đứng chỗ đó đi. Rồi. Đứng chỗ đó đi, để em, anh để cái xuồng để cho em. Anh giữ cái xuồng để cho em. Bỏ chân xuống dãy đành đạch nha. Chụp hình đi. Hôm nay tự nhiên mình có cơ hội chụp lại bộ hình cưới. Rồi hai người ôm nhau đi nè. Đây. Hai người đều dãy luôn. Vậy hả? Đó, nước băng lên ha. Anh Hải bỏ cái đôi dép xuống. Dạ, anh Hải cầm đôi dép lên vậy nó thẩm mỹ cái khung hình của em lắm. Đúng rồi. Dạ. Đó, ai con trai mà lại cầm nón lá rất là kỳ. Không lại luôn, bỏ xuống luôn hả? Đó. Minh Hà cầm cái nón lá cho em đi. Ôi trời. Dạ, rồi. Thì bỏ xuống luôn. Rồi. Hai người ôm eo ếch nhau đi. Rất là nữ tính. Rồi bây giờ chị Minh Hà làm sao mà cho nó thấp hơn anh Hải đi. Có nghĩa là cuối lùng xuống tí xíu. Thông cảm mà chiều cao của anh là có giới hạn. Dạ. Rồi, anh có miếng gỗ rồi em ơi. Chứng tỏ là rất là nhiều người ra đây chụp hình và người ta giấu cái khúc gỗ đây nè. Chiêu á, cái này là chiêu. Có nhiều chú rể giống anh chứ gì. Họ đẹp đôi quá luôn phải không các bạn? Hôm bữa đi cùng với Việt Nam Tươi Đẹp, được chương trình và ông xã tạo cho mình một bất ngờ lãng mạn. Cho nên hôm nay, Trang sẽ cùng với anh Hải làm cho chị Hà hạnh phúc như vậy mới được. Trang sẽ stylist cho ảnh với chị có một bộ ảnh đôi thật là đẹp lung linh luôn. Lâu lâu không cần đi đâu xa, chỉ cần trở về quê thôi. Nhưng mà chúng tôi đã có một buổi trải nghiệm thật là thú vị và nhiều điều mới mẻ. Hôm nay nhân dịp không có lịch quay, chụp hình xong, Trang đã mời được anh chị cùng về quê ca lạy Tiền Giang của quê Trang. Cả nhà ai có muốn đi cùng Trang thì đừng quên đón xem Việt Nam Tươi Đẹp vào tuần sau nha.